Anh đóng gì vậy anh? Đóng gì đây? Đây, đóng đôi Chelsea boots. Cảm ơn anh em nha. Sẵn nhờ anh em mà mình đã bán được 1.500 đôi Chelsea boots này rồi. Nhưng mà mình thấy có một số anh em vẫn đòi hỏi hơn nữa thì mình sẽ đáp ứng anh em luôn. Đó là mình lên cho anh em một đôi Chelsea boots nhưng mà nó khỏe khoắn hơn, năng động hơn và có nhiều ưu điểm hơn so với đôi Chelsea boots cũ. Anh em cùng xem nha. Đầu tiên trên hai chiếc giày này các bạn nhìn vào là sẽ thấy ngay luôn nè. Trên cái chiếc giày này thì cái mũi nó tròn hơn, còn chiếc này thì cái mũi nó nhỏ hơn. Thiết kế thì bên trên này mình sử dụng hai lớp da nha. Đây là một lớp da ngoài và đây là lớp da trong nè. Thì đối với lớp cái da này á thì mình sử dụng một miếng da nguyên, còn này là hai miếng may lại nè. Ở phần đế thì thể hiện rõ sự khác biệt luôn nha. Với cái đế mới này thì mình sử dụng đế may khi mà mình may quyền xung quanh ở đây và đế rất là cao dày. Còn đối với cái đế cũ thì đế thuần về giày tây cho nên là nó sẽ mỏng hơn và may của nó thì là phần may dưới gót nha. Khi mang vào thì các bạn sẽ thấy là đôi này mang vào nó sẽ rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ, trẻ trung hơn so với đôi này. Với đồ thì anh em có thể đi đơn giản với quần jean và áo thun thôi thì nó đã đẹp rồi anh em nha. Chất chơi hơn thì anh em có thể phối cùng với quần jean rách gối và áo boxing nha. Mấy cái này bên mình bán khoảng tầm trăm mấy hay trăm thôi à. Với rất là nhiều ưu điểm vượt trội như vậy nhưng mà có một điều bất ngờ cho anh em luôn, đó là mình vẫn lấy đôi này cho anh em bằng giá đôi cũ anh em nha.